Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương. Thành phố kẹt xe nhất nước Mỹ không phải là thành phố Los Angeles. Hoa Kỳ là nơi có vài thành phố giao thông bị tắc nghẽn nhất ở trên thế giới. Phần lớn mọi người đều đồng ý rằng việc phải ngồi chờ lúc chạy xe là một sự lãng phí lớn về thời gian và thường đưa ra lý do đi làm và về nhà với tâm trạng khó chịu là nguyên nhân để không quay lại văn phòng. Nhưng các chuyên gia cho rằng Giao thông bị kẹt là dấu hiệu của một nền kinh tế tốt là bởi vì nó cho thấy người dân đang đi ra ngoài và có khả năng là sẽ xài tiền. Mới đây, nhà phát triển công nghệ định vị địa lý là TomTom Tom cho công bố chỉ số giao thông hàng năm của năm 2023. Bảng xếp hạng hôm gồm có các thành phố có mật độ giao thông tệ nhất của nước Mỹ và được tính bằng cách đánh giá thời gian, chi phí và hàm lượng khí thải CO2 ở trên mỗi dặm lái xe cũng như là mô phỏng khoảng thời gian cần có để hoàn tất chuyến đi 6 dặm ở trong thành phố đối với xe điện, xe hơi chạy xăng và dầu diesel thông thường. California là tiểu bang duy nhất có hai thành phố lọt vào trong nhóm 10 thành phố bị kẻ xe nhất, đó là San Francisco và Los Angeles. Tuy nhiên, thành phố New York City thì mới đứng hạng nhất ở trong danh sách các thành phố có tình trạng giao thông tệ nhất của nước Mỹ. New York City cũng được xếp hạng là nơi kẻ xe nhất ở tại Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng khác của TomTom. Tom. Trung bình, tài xế mất 8 phút 2 giây cho quãng đường 6 dặm vì giao thông. Người đi làm ở New York cũng mất nhiều thời giờ nhất bởi vì kẹt xe vào giờ cao điểm. Trung bình phải mất 1 giờ cho một chuyến đi kéo dài 6 phút. Tiếp theo là bản tin liên quan đến sinh viên UCLA, UC Riverside, đề nghị loại bỏ Starbucks khỏi khuôn viên trường. Các sinh viên tại UCLA và UC Riverside đang yêu cầu trường học của họ cắt đứt quan hệ với Starbucks cho đến khi chuỗi cà phê này kết thúc chiến dịch chống lại nhân viên pha chế cà phê của họ để thể hiện tình đoàn kết các sinh viên dự kiến sẽ gửi những đề nghị có hơn 1.500 chữ ký tới hai trường đại học trong tuần này phát ngôn viên của Starbucks Andrew Trost đã giải quyết những lo ngại của công đoàn trong một tuyên bố đưa ra cho biết với tư cách là một công ty chúng tôi tôn trọng quyền tổ chức tự do liên kết tham gia vào các hoạt động công đoàn hợp pháp và thương lượng tập thể của các đối tác Starbucks Workers United đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây khi họ vận động để có mức lương cao hơn, tăng biên chế, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ chuỗi cà phê. Theo trang web của Starbucks Workers United, việc thúc đẩy mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn đã dẫn đến sự hợp nhất của hơn 9.500 nhân viên Starbucks. Bản đề nghị của UCLA được gửi vào thứ Ba ngày 30 tháng Giêng tới ban giám đốc của Hiệp hội sinh viên UCLA yêu cầu trường này thoái vốn khỏi Starbucks và chấm dứt thỏa thuận cấp phép cho công ty. Bản đề nghị của UC Riverside sẽ được gửi tới hiệu trưởng Kim A. Wilcox và những người ra quyết định hàng đầu tại trường đại học này cũng sẽ yêu cầu trường đại học không gia hạn hợp đồng với Starbucks. Và sau đây là bản tin cuối từ quý vị người phụ nữ cố bám vào mui xe của những kẻ trộm chó ở thành phố Los Angeles. Cảnh sát LA đang truy lùng một nhóm người được cho là những kẻ trộm chó, đã lái xe cùng với một con chó bùn đốc Pháp. Trong khi chủ nhân của nó thì bám vào mui xe. Đây là một cảnh tượng nguy hiểm đã được ghi lại bởi video điện thoại di động của một người đi đường. Vụ trộm được báo cáo ở trung tâm thành phố LA Người chủ Ali Zakarias cho biết, đang ăn trưa bên ngoài chợ Whole Foods, thì con chó của cô đã kéo dây xích để không đi lang thang. Tôi nhìn lên và thấy có một người phụ nữ đang ôm con chó và cô ấy nhảy lên xe phía sau. Cô Zakaria cho biết là cô hơi choáng váng và vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên của cô là có sự hiểu lầm nào đó và cô đã đi theo người phụ nữ đó và giải thích là con chó là của cô. Zakarias cho biết Điều cuối cùng tôi có thể làm là đứng ở trước xe hơi. Tôi đã cố gắng trồm bám lên mui xe. Họ lao vào tôi cho đến khi tôi ngã xuống mui xe. Tôi nắm lấy cần gạt nước của cửa ở cửa sổ và bám chặt ở đó. Cô Zakaria cho biết cảnh sát đã đến trong vòng 2 phút và sau đó đuổi theo chiếc xe nhưng lại trở về tay không. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát LA cho biết hiện nay không có thông tin cập nhật nào về vụ việc. Cô Zakaria cho biết là các cảnh sát đang truy lùng hai nghi phạm, một nam và một nữ, cả hai đều khoảng 25 tuổi. Cảnh sát LA đang điều tra và nói với cô rằng đây có thể không phải chỉ là một vụ trộm thông thường vì cô bị chiếc xe Kia sedan màu trắng tông vào cho nên đây cũng có thể là một trường hợp tấn công bằng vũ khí. Giới công lực cũng cảnh báo tình trạng gia tăng nạn trộm chó cưng gần đây ở Los Angeles.